Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân BB đây. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều vui vẻ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi kết hợp khủng long và kết hợp những chiến binh và pháp sư mạnh nhất thế giới các bạn ạ. Ok các bạn ơi, thì các bạn nhìn này, Nhân BB đã kết hợp với con khủng long bạo chúa các bạn ơi. Đấy, và một pháp sư đỏ này, còn kẻ địch kết hợp đã hai pháp sư đỏ luôn các bạn ơi. Nhưng mà lần này á, quân của kẻ địch không có em khủng long nào các bạn ơi. Nên là mình hy vọng là mình có thể giành được chiến thắng các bạn ơi. Các bạn ơi, trước khi xem cái video này của Nhân BB, các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và ấn nút like. Đừng quên nhấn vào chuông thông báo để theo dõi mình nhé các bạn ơi. Bây giờ thì các bạn hãy xem này. Hãy xem đội quân của Nhân BB chiến đấu đi các bạn ơi. Xông lên, khủng long của Nhân BB đang vào ngồi kia, khủng long bạo chúa đang vào cắn rồi. Đúng rồi, ui cố lên, ui kẻ địch mạnh quá. Pháp sư ơi cố lên. Trời ơi, yeah, thắng rồi. Trời ơi, làm sao mà ăn được pháp sư của Nhân BB. Pháp sư của Nhân BB mạnh lắm đấy các bạn ạ. À, ui trời ơi, dễ dàng. À, lần này kẻ địch cũng đã kết hợp được khủng long bạo chúa rồi đây các bạn ơi. Quân kẻ địch có vẻ mạnh đấy. Được rồi, đừng có lo, các bạn hãy xem Nhân BB thể hiện đây. Xông lên các bạn ơi. Xông lên. Ui hay, ui khủng long bạo chúa kẻ địch kia nó đang vào nó cắn Nhân các bạn ơi. Ui cẩn thận nha, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Yeah! Mình vẫn thắng các bạn ơi. Pháp sư đỏ của mình mạnh quá. Quá ghê gớm luôn các bạn ơi. Tiếp tục nào, xem tiếp nào. Mình vừa xin thêm một con khủng long rồi các bạn ơi. Xin thêm một em khủng long nữa. Kết hợp lại bọn khủng long lại với nhau các bạn ạ. Ê, lần này kẻ địch có nhiều khủng long chưa các bạn ơi. Mình sẽ xin thêm chiến binh nữa nha các bạn nha. Để kết hợp lại, để chắc chắn là mình có thể thắng được ván này luôn các bạn ạ. Ê, các bạn thấy chưa, khét luôn. Một thanh niên bắn cung này, cung tên luôn này các bạn ơi, ghê chưa. Ok, bây giờ chiến đấu nào. Cố lên, cố lên, cố lên nào anh em ơi, cố lên. Ui, kẻ địch mạnh chưa. Trời ơi, không, pháp sư của mình. Ui, pháp sư của mình đã thua rồi các bạn ạ. Không ngờ kẻ địch mạnh như thế luôn ấy. Mình vừa xin mấy quân nữa mà không ăn thua gì các bạn ơi. Trời ơi, mình sắp hết tiền rồi các bạn ạ. Ui, lần này khó rồi. Xin khủng long đi. Ui, hết sạch tiền rồi. Trời ơi, sao mà nhanh hết tiền thế. Như này thì làm sao mà đấu này được kẻ địch bây giờ các bạn ơi. Thôi khó rồi. Cố lên, cố lên. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn ơi. Để mình có thể giành được chiến thắng trong ván này đi nào. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah, thắng rồi. Tuyệt vời. Trời ơi, làm sao mà ăn được Nhân BB. Trời ơi. Này kẻ địch ơi, anh kẻ địch ơi. Ú, sang một map mới rồi. Anh kẻ địch ơi, anh có biết sức mạnh của Nhân BB là sức mạnh mạnh nhất thế giới không? Anh làm gì có tuổi gì đâu. Làm gì có tuổi gì đâu. Xin mấy củ long để kết hợp lại nữa các bạn ạ. À, được rồi, bây giờ thì tấn công nào. Bây giờ chúng ta đã có đủ sức mạnh để chiến đấu với khủng long rồi. Anh em ơi, cung thủ đang bắn ra 3 mũi tên luôn kìa. Bắn vào tên pháp sư của kẻ địch đi anh em ơi. Đúng rồi, thắng nữa rồi. Quá dễ dàng luôn các bạn ạ. À, các bạn đã chơi trò này chưa? Bạn kết hợp được những con nào rồi? Các bạn bình luận xuống bên dưới cho Nhân BB biết nhé. Rồi, tình yêu thế nào? Ái chà chà chà. Lần này kẻ địch cũng bình thường thôi các bạn ơi. Nhân đang có tiền, Nhân mua thêm em khủng long nữa luôn. Ok, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Cố lên, khủng long bạo chúa của Nhân BB là mạnh nhất thế giới các bạn ơi. Ui, cái gì đây? Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Ui, trời ơi, tưởng mình đi rồi các bạn ơi. Nhưng mà chưa thắng được Nhân, chưa thắng được Nhân. Quân của Nhân vẫn là mạnh nhất thế giới các bạn ạ. Mỗi tội bây giờ mình hết tiền. Mỗi tội bây giờ ít tiền. Mỗi lần thắng mua được có một em khủng long ấy. Bây giờ kẻ địch mà gọi quân mạnh đến là chúng ta có thể bị thua đấy. Không đùa được đâu. Đấy, mình nói rồi mà. Trời ơi, kẻ địch đang gọi thêm quân mạnh rồi. Các bạn ơi, tôi xong rồi. Yeah, trời ơi. Không hiểu sao pháp sư của mình vẫn mạnh hơn pháp sư kẻ địch các bạn ạ. Game này ảo thật sự luôn. Trời ơi, pháp sư đỏ của Nhân BB vẫn mạnh nhất thế giới. Nhìn pháp sư đỏ của Nhân BB to vậy cơ mà anh em ơi. Siêu to vậy cơ mà. Ok, kết hợp các dân chơi lại với nhau. Bây giờ tấn công. Các bạn hãy cẩn thận. Kẻ địch cũng có khủng long bạo chúa đấy. Ui, pháp sư kẻ địch đang tấn công vào mình. Thôi sao ơi, trời ơi. Sao pháp sư của nó mạnh thế nhỉ? Bắn nó cái dung nhang các bạn ơi. Trời ơi, pháp sư gì mà bắn nó dung nhang, gì mà ghê gớm vậy chứ. Trời ơi, quân đội kẻ địch còn khỏe hơn quân của Nhân BB các bạn ơi. Ai, bây giờ mình thay đổi sắp xếp lại đội hình một chút các bạn ơi. Tấn công vào con khủng long bạo chúa kẻ địch đi nào. Anh em ơi, xông lên. Cẩn thận nhé. Cẩn thận nhé pháp sư.
Thôi không đỡ được rồi. Trời ơi, thua một cách nhục nhã luôn các bạn ơi. Bây giờ chắc có lẽ nhân Bibi phải đi ra ngoài xem quảng cáo để kiếm thật nhiều tiền để xin một đội quân mới các bạn ạ. Rồi ok các bạn ơi, sau khi xem quảng cáo mình đã kiếm được rất là nhiều tiền ở đây. Bây giờ mình sẽ xin thêm khủng long. Lần này mình muốn kết hợp tạo ra một con khủng long mới mạnh nhất thế giới các bạn ơi. Ý, các bạn thấy chưa? Úi trời ơi, đội quân khủng long của nhân Bibi này ngầu luôn, khét luôn các bạn ơi. Boom, trời ơi, giờ mới ra một con khủng long to chưa các bạn ơi. Ui ôi, ghê thật đây. Trời ơi, hết tiền luôn rồi. Tạo được một em khủng long to thì chúng ta cũng gần như là hết sạch tiền luôn rồi các bạn ạ. Ui ôi, hết tiền rồi các bạn ơi. Tiền đâu để mà xin thêm khủng long nữa bây giờ. Ui trời ơi, tốn tiền lắm các bạn ạ. Thề luôn, tốn dã man luôn ấy. Đấy, mỗi lần xin khủng long mất bao nhiêu tiền luôn. Nhân Bibi đang cố gắng tạo ra một con khủng long nữa nhưng mà không biết có tạo ra được không các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, xin được 5 con khủng long nữa này. Không biết con khủng long nó trốn đâu rồi các bạn ơi. 5 con khủng long nữa. Cố lên nào, cố nào. 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, lại 5 em khủng long nữa luôn nha. Các bạn thấy chưa, ghê chưa. Nhiều tiền nha. Đấy, kết hợp lại. Trời ơi, chúng ta chưa kết hợp được một em khủng long mới các bạn ạ. Dù đã cố gắng xin bao nhiêu đồ quân rồi, mất bao nhiêu tiền luôn các bạn ơi. Nhưng thôi được rồi, không sao. Quân như vậy cũng rất là mạnh rồi. Hy vọng mình có thể giành được chiến thắng các bạn nha. Ok, xông lên nào các chiến binh của nhân Bibi ơi. Quân của chúng ta bây giờ đã mạnh hơn rồi đây. Đừng để thua nữa nhé. Trời ơi, yeah. Trời ơi, tạo ra một em khủng long ba sừng mới. Bây giờ quân mình đã mạnh hơn rồi các bạn ạ. Ui trời ơi, tưởng thế nào, tưởng kẻ địch thế nào cũng bình thường thôi các bạn. Ê, tiếp tục chiến đấu tiếp nào anh em ơi. Cố lên, cố lên. Chiến thắng, chiến thắng. Kẻ địch chỉ mạnh lúc nãy thôi, còn bây giờ chúng ta sẽ là người giành chiến thắng các bạn ạ. Yeah. Cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký nha. Mọi người ai chưa đăng ký, ấn đăng ký ủng hộ nhân Bibi nhé. Đấy, để mình cho các bạn xem quân của mình giành chiến thắng liên tục luôn. Xin thêm một em khủng long nữa này. Tiếp tục kết hợp luôn. Yeah. Trời ơi, khủng long này dài chưa? Bé, 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 khủng long bé. Rồi, tấn công. Xem nào, lần này kẻ địch có đủ sức mạnh để đấu với nhân Bibi không các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Anh em ơi, cẩn thận nha. Trời ơi, hãy cẩn thận đây. Kẻ địch có sức mạnh ghê gớm đây. Ê, tuổi gì ăn nhân Bibi các bạn ơi. Một tuổi gì đâu các bạn à, mình thắng rồi. Trời ơi, let's go. Tiếp tục nào, tiếp tục nào. Em xem nào. Ui, lần này kẻ địch có nhiều con khủng long màu xanh thế các bạn ơi. Trời ơi, ghê thật đấy. Cố lên nào, cố lên nào. Khủng long màu xanh của kẻ địch cũng bình thường thôi. Anh em cứ chiến đấu kiên trì sẽ giành được chiến thắng các bạn ạ. À. Yeah, thắng rồi. Easy game quá. Bây giờ nói chung là tiền ít nhưng mà chúng ta đã mạnh rồi nên là chúng ta cứ chiến đấu thôi các bạn ơi. Xin mỗi lần xin được một em khủng long thôi. Trời ơi, hy vọng mai mình sẽ kết hợp, mình sẽ tạo ra được một con khủng long mới các bạn ơi, mạnh nhất thế giới luôn. Bây giờ cố gắng chiến đấu và giành chiến thắng thôi nào. Úi trời ơi, úi trời ơi, úi trời ơi, úi trời ơi, làm sao mà đỡ được nhân Bibi. Yeah, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Tiếp tục chiến đấu tiếp thôi. Let's go, let's go, chiến đấu tiếp nào các bạn ơi. Ái chặt cha, kẻ địch này mạnh đấy các bạn ơi. Nhưng mà các bạn an tâm, không thắng được nhân Bibi đâu. Nhân Bibi có sức mạnh vô địch mà anh em ơi. Cố lên, cố lên. Úi là trời ơi, wow, pháp sư của mình bị chết rồi. Không, pháp sư đỏ ơi. Thôi xong rồi, lần này mình đã nếm được mùi thất bại các bạn ơi. Ý, cay thế nhỉ. Kẻ địch nó đã chiến thắng được nhân Bibi rồi. Nhân Bibi bây giờ sẽ xin thêm quân các bạn ơi và kết hợp đại với nhau. Hy vọng là mình có thể giành được chiến thắng các bạn ạ. À. Ê, 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 đâu rồi, khủng long của mình đâu rồi. Kết hợp khủng long nào. Lên luôn, lên luôn. Anh em ơi, được thêm một em khủng long mới này. Đấy, tiếp tục kết hợp tiếp nha các bạn ơi. Ấy, hai khủng long này luôn các bạn ơi. Xin thêm, hết tiền luôn. Xin được em khủng long nữa, hết tiền luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, khủng long con mình nhiều hơn rồi. Nên là đừng để thua nữa các anh em ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Đội quân của nhân Bibi sẽ giành được chiến thắng. Ui, xong được rồi. Ôi không, trời ơi các bạn ơi, pháp sư của kẻ địch đợt này nó mạnh quá rồi. Nó quýnh cho nhân teo mỏ rồi. Quýnh cho nhân thua sắp mặt mũi rồi. Ui trời ơi, cứu tôi, ai cứu tôi. Các bạn ơi, kết hợp lại nào. Đây sẽ là quân của mình. Đây là con khủng long bé đúng không. Con khủng long bé này mình sẽ cho nó lên đầu đây. Đấy, khủng long bé lên đầu đây. Còn cung thủ sẽ đứng ở đây. Ấy, kết hợp lại luôn. Ok các bạn ơi,
chiến đấu thôi nào. Let's go, xông lên anh em ơi, xông lên, xông lên, cố mà giành chiến thắng nào. Trời ơi, pháp sư của mình toàn bắn trượt thôi anh em ạ. Trời ơi, cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Ui không, trời ơi các bạn ơi, cố gắng mãi mà không thắng được kẻ địch các bạn ạ. Ừ, cay thật sự luôn. Được đấy, kẻ địch mạnh đấy các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì nói chung là hôm nay nhân BB chỉ kết hợp được con khủng long siêu cấp to này thôi các bạn ạ. Nhưng mà vẫn chưa thắng được kẻ địch các bạn nha. Thì mình cảm ơn các bạn đã xem hết cái video, các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, ấn like và theo dõi nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của nhân BB. Ok.